Các trò cho thầy hỏi này. Các trò tuổi gì nhỉ? Bẩm thầy, con tuổi trâu ạ. Con tuổi ngư ạ. Con tuổi gà ạ. Con tuổi mèo ạ. Như thế là ta sắp xếp chỗ ngồi cho các trò quá hợp lý. Trò tôm, trò trinh là đầu trâu mặt ngựa. Trò nhân, trò vân là mèo mả gà đồng. Vậy thầy là tuổi con gì ạ? Thì ta tuổi tuất. Chó thì nói là chó, bầy đặt. Thầy ngồi đấy chưa chuẩn lắm đâu. Thầy phải ngồi xuống đây ngang hàng với bọn em mới đúng. Trò nói thế là có ý gì nhỉ? Thì thầy ngồi cạnh trinh là mồm chó, vó ngựa. Thầy ngồi cạnh vân ý, là chó ăn đá, gà ăn sỏi. Đặt cạnh nhân là chó chê mèo lắm lông. Còn thầy ngồi cạnh trâu, kiếp trâu chó bần cùng xã hội. Chờ gì nữa? Xuống ạ! Xuống ạ! Xuống ạ! Thôi!